làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình Kể Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì những câu chuyện gần đây á, các bạn rất là thích, thì các bạn coi rất là nhiều và các bạn cũng share rất là rộng rãi. Thì Tân cảm ơn các bạn. Bên cạnh đó có rất nhiều bạn thắc mắc và hỏi là tại sao mà Tân gặp nhiều ma đến như vậy. Thì các bạn nên nghe kỹ những câu chuyện mà Tân kể. Là Tân là người chứng kiến thông qua những sự việc, Tân chưa chắc là mình là người trực tiếp gặp ha. Và Tân là người kể lại những sự việc đó cho các bạn. Còn các bạn muốn biết tại sao cái cuộc đời của Tân nó lại có nhiều những câu chuyện ma như vậy, thì hãy tìm lại những cái phần tâm sự của Tân trước đây. Tân đều có giải thích cho các bạn rất là rõ là tại sao mà Tân lại có rất nhiều những câu chuyện ma và thích những câu chuyện kinh dị để mà kể các bạn nghe. Thì hồi sáng này có tâm sự các bạn rất là nhiều về bùa và ngải. Hai cái loại này nhiều người cũng comment là khen rồi này khen ngợi, rồi có người nói là ngải mà đi sâu hơn nữa thì sẽ rất là ghê. Thì đúng rồi, cái gì mà nó đi vô chuyên môn mà sâu thì đều là ghê hết. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện thì nó lại không liên quan gì đến bùa ngải hết, là một câu chuyện ma hoàn toàn. Và địa điểm này là một địa điểm nữa mà Tân muốn công bố một cách bí mật cho các bạn. Coi những ai đã từng trải qua những cái trải nghiệm giống Tân hay không. Cái cuộc sống của Tân trước đây là cái người rất là khó khăn. Tân phải đi chở rất là nhiều những người chị em, anh em, nghệ sĩ, đủ các ngành nghề khác nhau, ảo thuật này kia Tân đã kể rồi. Để mà họ đi diễn thì Tân cũng biết khá nhiều sân khấu, cũng như là những địa điểm diễn mà nơi đó có dấu hiệu của tâm linh và dấu hiệu của ma quỷ. Thì nơi này là một nơi, các bạn nghe kỹ nha, nó là một cái sân khấu nằm ở quận 11, nó gần Đầm Sen. Và nơi đây cách đây khoảng 14 năm về trước thì nó là một cái sân khấu số, là lấy cái địa chỉ của nơi này để làm sân khấu. Bây giờ nơi đây không còn hoạt động nữa. Và cái sân khấu này là một sân khấu cũng đã rất là rình rang với một cái vụ scandal rất là lớn, và sau này nó bị đóng cửa mấy bạn. Thì cái sân khấu này là cái nơi đầu tiên mà Tân được nhận vào làm. Tân có kể các bạn nghe là Tân đã từng đi bấm màn sân khấu, rồi đi làm rất là nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật một cách bất đắc dĩ. Tân vào cái nghề quay phim này là không hề qua trường lớp hay là ăn học gì hết, là lý do là do ngày xưa là mưu sinh, vì cuộc sống mưu sinh đi làm thì bất đắc dĩ mình được chọn một cái ngành nghề mà mình không hề đã định trước. Thì bấm màn sân khấu vào thời điểm đó là chỉ có nơi đó mới có thôi. Ngoài bấm màn sân khấu ra thì là lau dọn sân khấu và chuẩn bị hậu cần âm thanh ánh sáng. Thì cái đồng lương của Tân lúc đó là 30.000 một đêm, là tính từ cái tính ra là 30.000 một ngày đó. Nếu như mà buổi sáng hay là buổi trưa mà có tập giờ chương trình, nghĩa là chạy chương trình trước, thì Tân phải lên trên đó để mà Tân set up. Còn nếu như mà không có chạy chương trình hay gì hết thì tối thì đúng 6 giờ Tân sẽ có mặt. Thì sau đó thì một anh MC, ảnh cũng thương mình, ảnh thấy mình khó khăn mà anh em thì cũng là đồng cảm. Ảnh thì không có xe, ảnh thường đi xe ôm, nhưng mà bây giờ có anh em cùng làm chung một chỗ thì buổi chiều Tân ghé ngang Tân đón ảnh. Thì một ngày thì ảnh cho Tân là 15.000, và buổi tối đi về thì anh em đi uống cà phê sinh tố thì ảnh bao cùng với anh em nghệ sĩ. Thì những người nghệ sĩ đó là những người cũng không có tên tuổi, những người có đam mê và họ đi theo nghề, họ hát hội chợ event, cho nên đó là những kỷ niệm mà Tân rất là nhớ. Thì cái sân khấu đó là cái sân khấu đầu tiên được trang bị rất là hiện đại, là lúc đó là do một cái người nhạc sĩ. Người nhạc sĩ này thì lớn tuổi rồi, họ không có những cái bài hit, nhưng mà là một người có đam mê với nghệ thuật. Thì họ thuê lại cái mặt bằng đó để mà họ phục vụ và bán vé mỗi đêm. Thì ở trong sân khấu á, các bạn biết là cái đường sảnh chính các bạn đi vô,
cái đường sảnh chính các bạn đi vô là dành cho những người khách họ mua vé bên ngoài và đi vô đi thẳng vào rạp, nhưng mà sẽ có cái đường bên hông hoặc là đường ở phía sau là dành cho nghệ sĩ họ đi, hoặc là những cái người trong ban tổ chức hoặc là nơi hậu cần họ đi cái con đường đó để mà tránh cái ánh mắt nhìn của khán giả, và họ lòn ra phía sau cánh gà để mà họ chuẩn bị các công tác phục vụ. Thì Tân là cái người bấm màn và lo âm thanh ánh sáng. Cứ hễ 7 giờ tối là khi mà MC đọc cái câu là xin quý vị ổn định chỗ ngồi, và bây giờ chương trình tập kỹ ca nhạc hài kịch của sân khấu ABCD gì đó xin phép được bắt đầu, là Tân sẽ bấm để cho cái màn nó mở ra. Thì khi cái màn nó mở ra như vậy đó, thì Tân bấm vừa phải thôi để cho anh em nghệ sĩ còn có núp ở trong cái màn để mà họ đi ra họ diễn. Thì cái sân khấu này đúng ngày hôm đó là ngày đầu tiên, đó là một tuần đầu tiên. Một tuần đầu tiên để chạy thử, là bán vé chạy thử giá rất là rẻ vào thời điểm đó. Đó, thì Tân làm việc ngày đầu tiên, thì ngày hôm đó bạn biết Tân còn nhớ rất là kỹ. Cái mùi sơn á, của sân khấu vẫn còn luôn. Thì khán giả rồi khách mời, ngày khai trương đầu tiên khán giả khách mời ngồi rất là nhiều. Thì ở phía trong có một cái bàn thờ, cái bàn thờ đó là bàn thờ tổ nghiệp. Bất cứ nghệ sĩ nào đi vô thì cũng phải lại cái bàn thờ đó hết. Đó, thì bên hông là một cái cửa để dành cho nghệ sĩ đi, và ở dưới là một cái dòng cầu thang. Thì cầu thang đó là cầu thang nội bộ. Cho nên là những ai mà đang chương trình đang diễn ra đó mà thì mà những ai mà không có việc muốn hút thuốc thì đi ra cầu thang đó hút. Đó, thì ở đó là có Tân tả cho bạn tổng thể hết tất cả của sân khấu này. Thì sân khấu có một đường hành lang ở phía trong để đi từ bên cánh gà phải sang cánh gà trái ở phía sau sân khấu, để khán giả họ không nhìn thấy, để cho diễn viên họ tạo ra được cái bất ngờ. Ví dụ như bây giờ tôi đi qua cổng A nha, cái hồi họ xuất hiện bên cổng B để tạo cái không gian khác cho khán giả ngồi họ coi. Thì đó là một sân khấu rất là hiện đại, và nó đã có được cái mọi cái đầu tư đúng. Thì mọi người rất là an tâm và tới diễn. Thì bên cạnh đó cũng có mời 1-2 nghệ sĩ ngôi sao. Thì sau này có một nghệ sĩ ngôi sao là chủ của sân khấu này luôn, nhưng mà bây giờ đã thất bại rồi, là không còn ai tới nữa. Đó, thì ở cái hành lang đó là cái hành lang mà để người ta hút thuốc. Rồi ở bên kia là cái chỗ bấm, là cái rèm sân khấu. Và ở khúc giữa ngay cái cửa là một cái bàn. Cái bàn đó là cái bàn gì? Bàn đó là bàn thu ngân, giống như là các bạn đưa tiền cát xê cho nghệ sĩ. Có nghĩa ai diễn xong đi ra tới bàn đó ký tên lấy tiền, đếm tiền tại đó luôn rồi đi về. Đó là được chia ra rất là kỹ. Thì đêm đầu tiên diễn thì đang diễn sùm ok này hết. Thì gần cuối chương trình thì tự nhiên những cái người nghệ sĩ diễn đầu á, họ quay trở lại và họ nói với cái người thu ngân là tại sao lại bỏ tiền âm phủ vô cái phong bì mà không đưa đúng cái tiền cát xê của họ. Thí dụ như họ là 500 thì đưa có 400, mà 100 kia là tiền âm phủ. Thì lúc này á, là cái người thu ngân họ đứng hình, tại vì tiền bạc là đàng hoàng, ngày đầu tiên khai trương không có ai mà người ta đưa tiền âm phủ đó các bạn. Và đặc biệt là tất cả ngồi ở đó, ngay cả thu ngân cũng là người làm nghề trong nghệ thuật, họ không ai rảnh mà họ làm cái chuyện đó. Thì bắt đầu á, cái người nhạc sĩ mà chủ của cái sân khấu đó, cái người mà thuê lại ra mặt nói chuyện và dàn xếp kiểm tra và bỏ tiền thêm, móc thêm tiền ra để bỏ vô và thu lại những cái tiền âm phủ đó. Thì khi thu lại những tiền âm phủ đó thì mọi chuyện bắt đầu người ta đồn xôn xao ở trong sân khấu. Thì bản thân Tân cũng chứng kiến sự việc đó, Tân không hiểu lý do như thế nào. Thì cái ngày hôm đó, đêm hôm đó khi mà Tân đi về thì Tân chở cái người MC đó về luôn. Khi trên đường về, Tân người MC nói chuyện với nhau rất là nhiều, nói là tại sao lại vậy vậy anh. Tại Tân là người mới vào đời, Tân chưa biết gì hết. Tân thấy những cái chuyện này lạ, Tân hỏi thì anh MC nói chắc có chuyện gì đó trong sân khấu này rồi. Anh đi diễn nhiều rồi thì đây cũng không phải là lạ. Một á, là cái người thu ngân họ ghét cái người chủ cho nên là họ chơi xấu. Hai là cái chuyện tâm linh gì đó bí ẩn ở nơi này. Thì lần đêm thứ hai là đêm hôm sau luôn, họ diễn liên tục 7 ngày để mà họ câu khán giả các bạn. Ngày xưa không phải như bây giờ là có những cái trang mạng xã hội đăng báo hay là YouTube hay là gì hết để mà PR một cái sân khấu.
mà ngày xưa là sân khấu phải mở nhạc âm 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 quanh cái vùng đó luôn. Và thậm chí tụi tân là những người phải cầm những cái tờ rơi á, đi đưa mấy bà bánh mì hoặc là đi phát vòng vòng ở đó để người ta biết là có cái đêm diễn ngay đó và có những nghệ sĩ nào đó. Thì ngày hôm sau thì cái người thu ngân nó bị đổi, đổi người thu ngân, và chính cái người nhạc sĩ là chủ nó vô ngồi đó để mà phát tiền. Thì ai cũng thấy rất là rõ, ngay cả những nghệ sĩ vô trước họ thấy rất rõ là móc một cọc tiền ra bỏ vô phong bì bằng tiền thiệt hết đó. Thì một hồi diễn á, bạn biết không, họ diễn một hồi là sẽ bị rối, có nghĩa là nó rối lắm, không ai còn nhớ gì nữa hết trơn á, chỉ là những người sắp xếp ai ra trước hát như thế nào thôi đó. Thì lại một lần nữa xảy ra là những cái người nghệ sĩ diễn trước, là trong đó có một nghệ sĩ sau luôn, họ vòng lại và chửi rất là nặng phía sau sân khấu. Chửi mà mình cảm thấy cái âm thanh á, có thể nói là nó vang ra tới khán giả luôn á. Thì người nhạc sĩ chứng ngang, thì trong đó bạn biết không, đặc biệt cái sập sắp tiền mà lương của người nghệ sĩ đó đó, là một nửa là tiền âm phủ. Mà mình không hiểu lý do tại sao xảy ra sự việc đó. Thì khi mà ngồi nói chuyện lại, thì tại vì trả tiền đủ thì người nghệ sĩ nó cũng nói chuyện lại bình thường. Thì là người nghệ sĩ nó mới nói là tôi thì tôi giúp đây tôi diễn thôi đó, tôi diễn đây thôi, cái đồng lương nó không có lớn mà tại sao lại đối xử với nghệ sĩ như vậy. Thì cái người nhạc sĩ đó mới nói là tôi anh cũng là cùng nghề, ai đâu mà đối xử kỳ cục vậy, bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau coi là như thế nào, tại vì cái sự việc này hôm qua tụi tôi cũng bị. Thì lúc này hai bên ngồi lại nói chuyện nhau đàng hoàng, thì mới hỏi lại là hồi nãy tôi đưa cho anh phong bì là anh ký tên không. Thì cái người nghệ sĩ nói là hồi nãy anh không có đưa phong bì này cho tôi, tại vì hồi nãy tôi không thấy anh, tôi đi tới cái bàn này tôi thấy có một người phụ nữ tóc dài, là bận đồ của bên người Hoa đó, là bận đồ người Hoa màu đỏ và bận một cái đầm màu đen và ngồi ở đây, và người đó rất là dễ thương, và sau khi đưa ký tôi có ký lên tờ giấy đàng hoàng đó, và tôi đi. Là tôi nghĩ là cái người đó là người thu ngân mới, chứ tôi không có nghĩ là thu ngân cũ, cho nên là tôi ký xong tôi đi và tôi cũng không đếm vì tôi tin tưởng đâu có đếm đó. Thì sau cái sự việc đó là mọi người không hiểu cái người phụ nữ tóc dài bận áo người Hoa cổ và cái đầm màu đen là ai, tại vì trong cái sân khấu đó không có vở diễn nào và cũng không có tiết mục nào là có một người bà tóc dài bận đồ, hay là bên nhóm múa là có người bận đồ màu đỏ hay là đầm hết, là không có một người nào như vậy hết. Thì lúc này sân khấu lại một lần nữa xôn xao, và cái ông nhạc sĩ này lại phải đền tiếp ngày hôm sau, trong khi cái tiền mà chính ở đâu thì không ai biết, cái tiền chính không ai biết mà toàn là đổi ra tiền âm phủ không. Thì lúc đó là mọi người hoang mang. Thì đêm hôm đó thì các anh MC của mình, cái ông nhạc sĩ đó và một số người nữa hùng hạp để mà thuê cái mặt bằng sân khấu này á, đi uống cà phê. Thì Tân còn nhớ uống một cái quán rất là xa, cái sân khấu là ở quận 11, nhưng mà đi uống là tuốt ở ngoài hàng xanh lận, uống cà phê ở ngoài hàng xanh lận. Thì bữa uống hôm đó mọi người mới bàn bạc là tại sao có cái chuyện kỳ cục như vậy, là tại sao có một cái chuyện nó rất là phi hữu và ai là người làm cái chuyện đó, tại vì ảnh hưởng đến tiền bạc là có khả năng sụp sân khấu luôn. Tại các bạn biết không, ai mà trả lương được mà suốt 7 ngày mà cứ ngày nào phải bù một nửa vô, thì cái tiền kia rơi đâu, phải có người ăn cắp. Mà bây giờ báo công an, có nghĩa là bạn hiểu không, sân khấu mới vừa mở ra tự nhiên đi báo công an, báo chính quyền tới này kia mà không có chứng cứ và cũng không có rõ ràng. Phong bì thì chính là phong bì của mình, mình là người cầm phong bì đó thì làm sao có thể bị đổi tiền được đó. Thì mọi người bàn này kia, thì trong nhóm có một người mới nói là có bao giờ ở đó có ma quỷ gì không anh. Thì ông nhạc sĩ ông im, ông không nói gì hết. Thì ông mới nói là thôi để ngày mai anh đi coi thử xem, tại vì ông nhạc sĩ này ổng là người đạo Chúa, ổng không có tin, cho nên là khi vô đó ngoài cái chuyện mà phải để cái bàn thờ tổ nghiệp ra thì ổng không có cúng gì liên quan sân khấu trước khi ổng tới đó hết. Thì cái chuyện này sau khi đó thì một người nhạc sĩ khác lại đạo Phật thì lại nói là nên cúng và nên hỏi coi là nơi đó trước đây là cái gì và đã từng có những chuyện gì hay chưa. Thì cái người nhạc sĩ này hôm sau á là mới tới đó, hôm sau mới tới đó để mà hỏi. Thì khi mà tới hỏi á là đông người lắm, tại vì sẵn chạy chương trình cho đêm thứ ba luôn, cho nên là rất là đông người. Thì Tân cũng có mặt, tại vì Tân là trong bộ phận ánh sáng
cũng như là bấm màn. Thì khi có mặt ngồi hỏi á, thì có hỏi cái cô bán nước, thì cô bán nước đó là cổ được đi vào trong sân khấu vào buổi sáng để cổ bán cà phê cho những người đang ngồi chạy chương trình. Thì bả được quyền vô, lúc đó đâu bán vé gì đâu. Với lại bả cũng là gọi là mấy cái ngày trước khi mà xây dựng sân khấu á, làm sân khấu á, là bả đã cung cấp nước cà phê rồi. Thì khi vô mới hỏi thì bả nói là trời ơi, cái sân khấu này á, ngày xưa là cái chỗ mà múa hát bội của người Hoa. Thì trước đây á, là có, tôi nghe đồn thôi, là trước đây á, là có hai người là nghệ sĩ cũng yêu nhau ở đây, nhưng mà không thành. Sau đó thì cái cô gái á, cô tự tử, cô uống thuốc, cô chết nơi này. Thì sau đó cái bên hành lang á, là rất thường xuyên thấy cô gái này, một cô gái tóc dài, áo đỏ và cái quần, cái rip màu đen của người Hoa, và cô đứng một góc. Và ai cũng thấy hết, tất cả những người học sinh nào mà hay ai mà tới đó sinh hoạt là đều nhìn thấy hết. Ngay cả tôi bán cà phê ở đây bao nhiêu năm, tôi nghe nhiều người kể lắm. Và đặc biệt bảo vệ tối đi tuần là không dám tuần bên đó, mà những ai phải buộc tuần bên đó để mà như thế nào đó là phải hút 3 điếu thuốc để mà cúng, chứ không thể nào mà đi không vô được. Thì sau đó là có một người nghệ sĩ, đó là người nghệ sĩ này á, không phải nổi tiếng, mà trong một cái nhóm nhạc thì người này tới lấy lương. Thì tại vì ngày hôm trước á, là phải bù lương để mà trả. Thì có một số nhóm người ta không nổi tiếng, người ta đi hát dạng hát lót á, thì hôm sau người ta tới thì người ta được lấy lương. Thì khi tới lấy lương thì người nghệ sĩ này mới nói một câu là hôm qua em cũng thấy, khi mà em diễn xong đó, em đi ra hành lang sân khấu đó, khi đi qua ngang hành lang thì em thấy có một cô gái tóc dài, áo đỏ, bận rip và đứng quay mặt vô trong tường. Thì em nghĩ là cổ đang cầu nguyện hay là cái gì đó. Tại thường có một số người theo đạo á, khi đi diễn họ cầu nguyện riêng, ngoài cầu tổ nghiệp ra họ còn đứng quay mặt vô tường họ cầu, giống như là những người khuất mặt khuất mày ở đó phù hộ nữa, những người ta có tâm á. Thì anh có thấy, và khi anh đi ngang anh nhìn, mà khi anh vừa đi qua anh cảm giác anh rất là lạnh, và khi anh nhìn lại thì anh lại không thấy cô này xuất hiện nữa. Và anh không có dám nói, tại vì anh cũng không tin đó là ma, tại vì cái sân khấu nó còn mới lắm, nó không có cũ, nó còn mới lắm. Nhưng mà bây giờ nghe bà bán cà phê nói thì biết rồi, biết rõ là trước đây nó là một sân khấu hát bội, đã từng xảy ra những cái chuyện giống như vậy rồi đó. Thì mới đề nghị là cúng, thì ngay ngày hôm đó là mua một con heo, bánh mì và trái hoa quả lên cúng. Thì khi mà lên cúng á, cái ông nhạc sĩ này không chịu thắp nhang. Ông nói là ông là người công đạo, ông không có thắp nhang, ông cúng, và ông nhờ ai thắp cũng được, và ông không tin. Ông buộc miệng, ông nói thêm một câu nữa, tôi không tin mấy chuyện đó. Thì đêm hôm đó các bạn tin không, là cái chỗ mà thắp nhang của bàn thờ á, nó rớt cái bàn thờ xuống luôn. Mà là một nghệ sĩ cũng rất là nổi tiếng, vô thắp nhang mà rớt xuống. Và đêm hôm đó là không diễn được, không một cái khán giả nào tới, đúng nghĩa là không một khán giả nào tới luôn. Đó, thì mọi người bắt đầu suy nghĩ đến chuyện trả mặt bằng, không dám làm nữa. Tại vì đã không ai tới là không dám làm nữa các bạn. Bây giờ tiền đâu mà chịu nổi, 3 đêm mà đắp tiền vô kiểu đó. Thì đáng lẽ 7 đêm diễn mà còn 3 đêm, đêm thứ 3 là xảy ra sự việc vậy rồi, không ai tới. Thì mọi người cancel sớm, và tất cả những người diễn luôn cả hậu cần được lãnh 50% lương. Nói chung ông nhạc sĩ này cũng đàng hoàng, ông trả tiền 50% lương là bắt đầu ông họp lại. Thì mọi người đều đi ra cái quán cà phê lần trước để họp. Thì riêng cái ông này là ông ra sau cùng. Thì khi mà ông đóng cửa hết tất cả mọi thứ ra sau cùng, ông vừa quay lưng lại là cô này đứng ngay trước mặt ổng luôn, mặt máu me nhìn ổng mà cười. Mấy bạn cười và nói với ổng hả, mày ngon mày hát nữa đi, mày ngon mày hát nữa đi, mày tưởng mày cúng là tao bỏ qua hả. Là khi ổng nhìn thấy cảnh đó xong á, là ổng quá sợ, ổng quá sợ bạn, ổng lập tức ổng bỏ, ổng chạy, và ổng chạy ra quán cà phê ổng nói. Và ngày thứ tư là ngày đóng cửa luôn. Cái sân khấu này tồn tại đúng 3 ngày, cho nên là rất hiếm người biết về cái sân khấu này. Nó xảy ra đúng 3 ngày. Những ai mà người đó có đi coi thì sẽ biết, nhưng mà Tân nghĩ rất là hiếm người biết về sân khấu này. Và Tân cũng không tiện cung cấp tên, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc làm ăn của người ta. Cho nên các bạn nghe qua câu chuyện này để biết thêm, có rất nhiều chỗ có sự tâm linh rất là bí hiểm và xảy ra ở khắp nơi, ở trong cái nơi sống của mình, trong thành phố này. Các bạn đi nhiều, hiểu nhiều, nghe nhiều thì sẽ biết. Tân là một người trải qua rất là nhiều những sự việc cuộc sống của mình. Trong đời mình làm qua rất là nhiều ngành nghề thì mình biết khá nhiều những câu chuyện tâm linh.
câu chuyện của Tân đến đây là hết. Thì nếu các bạn cảm thấy như thế nào thì cho Tân bình luận. Nếu thích thì like, share, subscribe để câu chuyện ngày càng rộng rãi hơn. Và đừng quên trận đá banh chiều nay Việt Nam với Indonesia nha các bạn. Ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện 5 giờ chiều ngày mai nha.